Trước khi thầy đi thẳng vào cái nội dung giáo đoàn Phật giáo Đầu Đà thì mọi người nên niệm ba câu Phật trước đi. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật. Chữ phổ nghĩa là mở rộng. Nếu như là minh tuệ không có mở rộng ra, đi một con đường từ phía Nam, từ Nam chí Bắc thì ngày nay không ai thấy đâu. Và từ buổi ban đầu đi lơ thơ một mình, 1 năm, 2 năm, 3 năm và 3 năm rưỡi luôn ha, bắt đầu từ 3 năm rưỡi trở đi, 3 lần đó, 3 lần trở đi, đi 3 lần, đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc Nam đó 3 lần rưỡi, tức là trải qua ngót 6 năm đi. Tức là mọi người đều biết đó là Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật và Phổ Tịnh Phật. Cái chỗ thanh tịnh nhất đó là xả ly tất cả. Mà mình thấy Long Nữ Hiến Châu phẩm thứ 12 nói đó, Hiến Châu thành Phật. Long Nữ Hiến Châu rồi biến thành Nam Nữ thành Phật ở cõi nước vô cấu. Hiến Châu là hiến cái gì? Hiến tức là hỷ xả đó. À, châu báu là quý báu nhất. Mà tam độc tham sân khi là độc hại nhất. Mà kinh thì ẩn dụ nói cái quý báu nhất tức là cái độc hại nhất. Cái độc hại nhất mà mình bỏ được á, tham sân si mà bỏ được á là thành Phật. Cái gì thành? Tức là cái trí của mình nó trọn vẹn, nó không có nô lệ theo tham sân si. Bấy lâu nay mình nô lệ theo tham sân si, mình làm theo tham sân si không à, tham cầu. Như chưa hồi xưa sư muốn xây chùa rất là nhiều, nó là tham cầu đó, tham cầu xây chùa, tham theo con đường thiện, nó thuộc về Bồ Tát hạnh chứ không phải Phật pháp. Phật pháp phải bỏ luôn cả thiện đó nữa, không thiện không ác. Vì vậy cho nên hôm nay mình thấy cái sự tự nhiên hình thành một cái giáo đoàn mà nó nhanh cực độ, với cái thời gian mấy chục ngày thôi là lên mấy chục vị liền, rất là nhanh. Đấy. Tổ Minh Đăng Quang á, 10 năm đấy. Hồi xưa đâu có cái YouTube đâu, thành ra hành Đầu Đà như vậy là 10 năm á mới thành hình được một cái giáo đoàn. Hôm nay Minh Tuệ tự nhiên là không kêu, không gọi, không mời, không cần, không cầu và cũng không nhận luôn. Vậy mà tự nhiên hình thành cái giáo đoàn. Bây giờ cái hình ảnh đó nó lan tỏa khắp thế giới, cái bông hoa, cái ánh sáng, cái hào quang, cái mùi thơm nó khắp thế giới rồi. Bây giờ giàu cho Minh Tuệ có chết đi 100.000 lần, cái giáo đoàn vẫn còn, hình bóng giáo đoàn vẫn còn, giống như là Đức Phật vẫn sống mãi ở trong lòng của những người tu hành theo Phật. Đức Phật lúc nào cũng sống ở trong đầu mình. Do đó cho nên Minh Tuệ ngày hôm nay cái hình đó, hình ảnh đó, mặc dù cái nồi cơm điện đó, rồi hình ảnh lượm vải bỏ đậu lại thành áo đó, dẫu cho có mất đi 1.000 lần, trong đầu óc của 227 quốc gia đều có cái hình ảnh của một Phật, một vị Phật sống. Nên là Nam Mô Minh Tuệ Đầu Đà Phật, Nam Mô Minh Tuệ Đầu Đà Phật, Nam Mô Minh Tuệ Đầu Đà Phật. Mình cứ niệm rồi, ở trong đầu mình có sẵn rồi, rất là hay. À, do đó cho nên đó, hôm nay sư nêu ra đây để mọi người thấy, đã là thấy rồi nhưng mà không thấy cái tăng đoàn là như thế nào, thì cái phôi thai, cái mà sơ khởi, buổi sơ khởi đã đành khổ nhọc, mãi lê trong bảy lặt ba lừa, thấp cao đạo lý chẳng vừa, thì cái này là cái lời khen rõ ràng. Thành ra không ngờ rằng cái Phật Thế Tôn đến mức độ là người ta phải dầm mưa, người ta tôn kính để là Phật Thế Tôn. Dầm mưa tôn kính không phải một ngày, tôn kính có 2-3 giờ đâu, đáng lẽ là tôn kính một chút xíu đó thôi, rồi từ đó tới sau người ta không có tôn kính nữa. Đằng này người ta vẫn đi tôn kính, vẫn tìm đến, mặc dầu đi ẩn mà vẫn cũng đi tìm đến nữa. Cái sức tôn kính đó, tôn kính để làm cái gì? Đó là mỗi người đều có một cái khả năng, trình độ riêng và cái sự cần cầu riêng và cảm mến riêng, đều gọi là
của riêng mọi người. Tức là bây giờ mình thấy rõ phổ quang Phật, phổ minh Phật, phổ tịnh Phật thì minh tuệ có đủ cả ba chức năng đó. Phổ quang Phật tức là mở ánh sáng cho mọi người thấy đây là giáo đoàn Đầu Đà. Ha. Có 13 hạnh vậy thôi. Thế là mọi người dễ tu lắm. Rất là dễ tu. Mà nó là rốt ráo, nó tập trung toàn diện. Đấy. Vì vậy cho nên hôm nay sư đưa thẳng cái tiêu đề để cho mọi người hiểu đó, giáo đoàn Phật giáo Đầu Đà. Thì bây giờ Minh Tuệ ông có nói là mọi người nên giữ giới, mọi người nên giữ giới, giới hạn bớt những điều tội lỗi, giới trang nghiêm bảo vệ đức lành, giới làm thân hành đạo độ sanh, giới mức sống cũng là lối sống. Mà ngày hôm nay mình thấy nó mới vừa cạo tóc ra, mới đáp em mới ngồi đó thì có Phật tử cúng dường, cái phước quá lớn không? Cái phước lực quá lớn nếu mình tu đúng. Tu đúng giống như gõ chuông đúng. Gõ chuông đúng là chuông kêu thôi. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật. Là cái lòng thanh tịnh của mình như Minh Tuệ đã bị đánh vẫn không giận người ta. Thật sự mà nói thì nó không có cái sân si ở trong lòng sẵn, mà chẳng qua mình theo cái ý riêng của mình rồi đánh chó chó kêu thôi. Còn cái mà trí tuệ đó là minh tuệ đó, nghĩa là trí tuệ sáng rồi đó, thì không có cái thù hận, không có còn phân chia Nam Bắc, không còn cái gì nữa hết, mà là như Tổ Minh Đăng Quang nói, đến đây cái trí không không, cái chi là đắc mà mong cho thành. Nó không có cái gì đắc ngoài trí huệ đó cả. Cho nên Tổ Minh Đăng Quang nói là đắc trí huệ soi ra muôn pháp, phóng hào quang chiếu khắp nghìn trùng. Bất Quán Tổ dạy nói là cái hào quang đó không phải là mình thấy giống như là ánh sáng ngọn đèn hay là tàn thuốc, tàn nhang, không phải là cái ánh sáng đó. Cái đó là cái quyền hoặc vô thường sáng. Còn cái mà ánh sáng mà trong đầu của mọi người thấu đạt được, hiểu cái tình lý được, giống như hai vợ chồng bán chim. Rồi ngày Minh Tuệ đi đến đó, thấy chim nó bị nhốt thì khổ quá. Ngày che mặt, ngày khóc, bởi vì xúc động nó không chịu nổi, là thấy chim nó khổ quá trời khổ, bị nhốt như vậy đó. Thì ngày chỉ khóc thôi, chưa nói một lời nào mà hai vợ chồng tự phát tâm mở lòng chim cho thả ra. Thì thấy một điều không nói mà nên lời, không nói mà thành giáo đoàn, giáo hội. Quá tuyệt vời. Do đó cho nên á, con đường nó có sẵn từ muôn thuở mà ít ai đi. Hôm nay có người đi rồi mình đi theo. Thành ra mình niệm hai danh hiệu Phật tiếp theo, đó là Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật, là vị Phật thứ 83. Và Nam Mô Thiện Du Bộ Phật là vị Phật 85 ở trong sám hối đó. Thế là mình thấy rằng cái công đức khai vẹt đó, Tổ Minh Đăng Quang nói câu rất là hay, đó là công người khai vẹt ai còn nhớ chăng, Đức Phật Tổ toàn năng toàn giác mà sanh trong trần nhưng khác người trần. Ca ngợi Phật đó, thì hôm nay chúng sanh ca ngợi Phật đâu có lỗi gì đâu. Vậy mà nhiều người lại là nó chê rằng ca ngợi như vậy là không đúng. Thế cho nên á, mình theo Phật dạy, đạo Phật không phải ở một cái tổ chức tôn giáo nào, đạo Phật không phải ở một nhóm chúng nào, mà là đạo Phật ở trong lòng của mọi người. Mỗi người là một vị Phật, dẫu đó là người Hồi giáo, người Tin Lành, người Thiên Chúa, người Cao Đại, người Hòa Hảo, đều là có Phật tánh cả. Thậm chí cá có Phật tánh, chim có Phật tánh, thú, rắn, rùa đều có Phật tánh. Thì Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Tương lai chúng sanh kia cũng là thành Phật, và thành Phật là rốt ráo cũng giống như là đất thành vàng đó. Đấy. Thế là ở đây mình thấy cái giáo đoàn quá tiến bộ, quá nhanh với cái thời gian ngắn nhất. Mấy chục ngày thôi là lên 70 mấy vị thiệt, quá tuyệt vời. Đấy. Mình thấy cái đó là mình biết rằng đây là công năng của một vị Phật làm, chứ không phải người thường làm được. Thành ra hôm nay mọi người chú ý lắng nghe giáo đoàn Phật giáo Đầu Đà.
nêu cao cái tinh thần Phật giáo Đầu Đà, là Đầu Đà xưa là Phật Thích Ca, Phật Thích Ca truyền lại cho Đại Tổ Sư Ca Diếp. À, Việt Nam mình có Tổ Minh Đăng Trí và Tổ Minh Đăng Quang. Và bây giờ trải qua mấy chục năm, hôm nay dừng lại tại Việt Nam lần nữa, mở lối thế giới, sống hòa với nhau. Nhiều hạng người, cái người người ta có tiền án tiền sử cũng có, những người trân tru trong sáng cũng có, nam nữ trẻ già đều có một cái Phật tánh riêng của mọi người. Hạnh tu sức hút quá mau, cái mà buông hết tất cả trả về không, liền ngay đó đã là Phật rồi. Tập trung hỷ xả trước sau cũng thành. Thì mình thấy rõ ràng là nếu như 70 vị đã qua và những vị mới chuẩn bị chưa kịp cạo tóc, còn đang ở cư sĩ tại gia mà có tấm lòng hướng thiện rồi đó, bao nhiêu người có tấm lòng hướng về Minh Tuệ rồi đó, thì đã là Phật rồi đấy, chưa thành. Một lối sống gốc lành Phật giáo, cái gốc của Phật Thích Ca, gốc của Đại Tổ Sư Ca Diếp, truyền lại cho A Nan, Thương Nam và Tu U Ba Cúc Đa, và cho Đạt Ma Sư Tổ, qua đến cái chỗ là Thần Quang Huệ Khả, Tăng Sáng Đạo Tính, Hoằng Nhẫn Huệ Năng, vân vân, tất cả đều là Phật. Vậy thì Phật ở một trú xứ nào làm hạnh Bồ Tát dìu dắt chúng sanh, gọi là Phật đi làm Bồ Tát. Nhớ nghe, chúng sanh làm Bồ Tát là Bồ Tát phàm, còn Phật làm Bồ Tát đó là Bồ Tát Ma Ha Tát, Như Di Ma Cật chẳng hạn. Mức sống cao, điểm báo hóa thân. Cái hóa thân đây, như Đức Phật có một cái hóa thân ở chỗ khác và hóa thân ở đây, cái đó là cái hóa thân thật sự chứng đắc thành Phật rồi. Còn cái hóa thân đó là chuyển hóa thân mình, tức là hít thở no đầy, dung dai thoải mái, hình dung trở lại thì ai cũng tươi. Muốn chuyển héo thành tươi, chuyển phàm thành thánh, thì con người ta phải biết hít thở no đầy. Vì hơi thở là chủ của mọi ngành nghề sự sống, kể cả làm Phật phải có hơi thở mới được. Mọi người bình dị bình dân cũng là thấy phép canh tân Phật Đà. Mấy lâu nay mình tu theo lợi ích nhóm, sư ngồi đây là lợi ích nhóm, ở tại thành phố Ga Lành này cũng là lợi ích nhóm. Lợi ích nhóm nó không phải là lợi ích của tất cả, không phải là phổ quang Phật, phổ minh Phật, phổ tịnh Phật, mà là chỉ là lợi ích nhóm. Đi hạnh Đầu Đà mới thật sự đó là lợi ích cho tất cả chúng sanh, để rồi chúng sanh hưởng nhờ, chúng sanh mới tôn kính. Đời đổi mới, đây là thực tế. Đổi mới tư duy, đổi mới tư tưởng, đổi mới cái việc làm. Ngày hôm nay mình thấy nhiều người ta đến Gia Lai để tìm Minh Tuệ nhưng không gặp. Rồi ta thấy hoàn cảnh địa phương đó, người ta động lòng trắc ẩn, bi thương, thấy khổ quá, cho nên đem tiền tài danh vọng vật chất đến để mà trợ duyên cho cái nơi đó nó phồn thịnh lên. Ngày hôm nay ai cũng thấy rồi đó. Đạo ôn hòa, thừa kế tình thương. Đạo là bổn phận, mà chỉ là mở cái rộng tình thương của cha mẹ thương mình, rồi mình thương muôn loại thôi, tự giác và giác tha. Mình thương mình và thương tất cả thôi, chỉ có vậy thôi, không có gì đâu. Đủ làm sốn mắt ma vương. Ở trong phẩm kinh Quá Thành Dụ, Quá Thành Dụ là mình vào trong cái chỗ an lạc bản thân mình, tức là mình đã thành rồi, nhưng mà cái đó là nội tâm, nội lực, nội điển hoàn thiện bản thân phải đi ra. Cho nên Đức Phật nói Quá Thành Dụ xong rồi là thâu quá thành, là biểu phải đi nữa, có nghĩa là tự giác là phải giác tha. Như Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa, nếu đắc đạo thưởng thức trong 21 ngày rồi nhập Niết Bàn, giống như 500 đại A-La-Hán con của Lộc Giả Phu Nhân đó, thì mình đâu có biết đạo. Vì vậy cho nên Đức Phật phải đi nữa, có nghĩa là hít thở no đầy, dung dai thoải mái, hình dung trở lại, nhờ ăn không khí, nạp năng lượng, bổ tế bào, kết xá lợi, mở trí huệ, giác chân thành Phật rồi, nhưng mà mới tự lợi thôi. Và bây giờ đi ra
là để cho nhiều người hưởng ứng, nên Đức Phật được độ cho năm anh em Nhã Kiều Trần Như, rồi 30 chàng trai du lịch, 30 công nhân thợ dệt, đại trưởng giả Gia Xá, rồi Xá Lợi Phất, một kiện liên đại sư Ca Diếp, cộng có thể là 69 vị, thành là một cái tăng đoàn gọi là giáo đoàn. Giáo đoàn tuyệt vời, Phật giáo Đầu Đà, giáo đoàn Phật giáo Đầu Đà là Đức Thích Ca Mâu Ni đó. Và hôm nay Minh Tuệ là cái người không rủ, không biểu, không thuyết pháp gì cả. Ai hỏi nói sơ sơ vài câu thôi, không nói nhiều. Thế là bây giờ tự nguyện tự giác đi theo. Trong đó có cư sĩ Phật tử, có kể cả ngoại đạo, bạn đạo cũng đến, tự nguyện xuất gia. Mà Ngài nói là tự lo đấy, chứ Ngài không có lo. Bồ Tát thì lo cho tất cả, nhưng mà Phật thì không có lo. Là bởi vì mọi người đều có khả năng thành Phật cả. Nêu cao lối sống du phương Đầu Đà thì chỉ có Minh Tuệ mới làm được, chứ không ai làm được hết. Cho nên ở đây mình nên tập trung nhớ lại cái đoàn Đức Phật 69 vị cộng với Phật là 70 vị đầu tiên. Hôm nay Minh Tuệ là bao nhiêu? Quý vị nên nhớ. Giúp dân tộc trên hòa dưới thuận, đạo bình dân bất luận miền nào đều nhờ ánh sáng quang hào. Ngài Thích Minh Tuệ dồi dào tình thương. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật. Tuyệt vời. Làm cho cả quê hương cảm hứng khắp bốn miền đều chứng biết là chỉ có giáo hạnh Đầu Đà mới đủ sức mạnh lục hòa tự do. Hôm nay Minh Tuệ đem đến cho mình một cái sức hấp dẫn quá mạnh luôn. Hệ phái mới làm cho cảm hứng, đây mới là bằng chứng Phật thừa. Ai tu cũng được cũng vừa, 25 thế kỷ lọc lừa hiện ra. Thế là sau 25 thế kỷ, thì trong đó ở Việt Nam mình có cái chặng đường thứ nhất của Tổ Minh Đăng Trí và Tổ Minh Đăng Quang đã làm nên trong thời gian 80 năm qua. Và bây giờ Việt Nam lại nhuận thêm một lần nữa, tức là hai cái nhuận tháng nhuận á. Ví dụ nhuận 2 tháng 3, 2 tháng 6 đó. À, đây là nhuận hạnh Đầu Đà của Tổ Minh Đăng Trí và Tổ Minh Đăng Quang thành hệ phái khắc sĩ. Thế là bây giờ Đầu Đà đã hiện ra là thành hệ phái Đầu Đà. Thành là cái giáo đoàn Phật giáo Đầu Đà quá tuyệt vời. Đức Phật Tổ Thích Ca giáo chủ, người tu chứng thành đủ tứ thân, pháp ứng hóa báo tại trần. Tức là bốn thân, pháp thân, ứng thân, hóa thân và báo thân. Bốn thân, tứ thân chứ không phải là tam thân ha. Mở ra lối sống thanh bằng tự do. Thanh tức là không có vướng tình tiền. Bằng là nghèo. Mình mới thấy rõ ràng là nghèo mà đồ ăn mại, ăn xin mà. Hạ liệt nhất, hạ thấp nhất. Bằng mặt đất là còn chỗ nào để mà hạ nữa. Tận cùng cái khổ, tận cùng cái nghèo. À, cho nên muốn tu đừng có sợ nghèo. Muốn hành Phật đạo chớ đeo lòng tà. Đó là lời của ông Thanh Sĩ nói. Ai ăn cũng được, ai ăn cũng được no tu chứng. Tức là ăn theo. Ở đây ta sẽ muốn nói tới cái chỗ ăn theo. Tức là Ngài Minh Tuệ là Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Còn mình ăn theo là Nam Mô Thiện Du Bộ Phật. Mình không phải có công đức khai mở, mà mình chỉ có cái hưởng nhờ. Ăn không khí cảm hứng khắp miền, mở ra lối sống rừng thiền. Đặc biệt ở chỗ quá trời nhiều con người ta, ai ai cũng biết được cái lòng thiện là thuần, thuần trí tuệ, không theo ý riêng nữa. Theo ý riêng là xung đột lắm, chửi bới nhau lắm. Đoàn kết hòa hợp khắp miền bình an, miền Tây, rồi miền Đông, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền Cao Nguyên, miền Thượng Du, miền Đồng Bằng. Các miền đều bình an cả. Tứ thánh chúng
giáo đoàn của Phật. Hồi xưa tư thánh chúng đó là sa di tỳ kheo, sa di tỳ kheo là sa di ni, sa di tăng, tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng, đó là chúng xuất gia. Còn đúng bốn chúng đệ tử của Phật là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ, gọi là ưu bà tát, ưu bà di, là bốn chúng đệ tử của Phật đều là hướng về Phật tư chúng. Còn hôm nay sư muốn nói cái tư chúng này: một, bắt tông tu thật hài hòa. Phải nói là bắt tông mạnh cả thế giới đều biết. Hai, nam tông nguyên thủy nước nhà, hiện tại trong nước của mình có ha, nguyên thủy Phật giáo ai cũng phải công nhận. Ba, khất sĩ đạo tăng già mở khai, hiện nay có sư là người khất sĩ đây. Bốn, đầu đà thanh bai hé mở, năm nay mới hở, mới mở ra tháng 5, tháng 6. Tối thượng thừa lối mở hòa bình. Nên mà thật ra mình nhìn thấy cái nào mà chống lại với cái giáo đoàn Phật giáo đầu đà này đều được gọi là những người sai phạm cả. Còn người nào mà hòa hợp theo một con đường này thì mình thấy là hòa hợp cả dân tộc mà cả thế giới đó. Quá tuyệt vời, hòa hợp dân tộc, hòa hợp cả thế giới, hòa hợp cả tôn giáo, quá tuyệt vời. Phật Thích Minh Tuệ đạo tình đủ đức đổi mới thành hình Việt Nam. Ngay bây giờ người ta nhìn cái bông hoa của Minh Tuệ, nhìn cái giáo đoàn của Minh Tuệ, nhìn cái hành đạo của Minh Tuệ, là cái bông hoa là ánh hào quang, là cái chấn động địa cầu. Không phải chấn động 8 lần mà đây là chấn động cả mấy tháng rồi. Mục đích tu trừ tham tránh ác, bốn lớp tu y bát ngàn xưa giúp đời tiến tới Phật thừa, bốn hệ kiền cốt lọc lừa phát huy. Bây giờ hiện ra bốn hệ ai cũng biết rồi đó ha: Đại thừa Phật giáo, Bắc tông Đại thừa Phật giáo, Nam tông Nguyên thủy Phật giáo, Khất sĩ Trung thừa kế thừa sự nghiệp của Phật, đấy, nối truyền tất cả chánh pháp. Và bây giờ đến ở chỗ là giáo đoàn Phật giáo Đầu Đà, nó thuộc về tối thượng thừa. Nhân sự từ tăng ni hành đạo Phật Thích Ca, kiến tạo tình thương chung nhà, một gốc pháp vương, bốn hệ phái chánh đồng nương vận hành. Rồi hôm nay mình thấy hình thành một cách hết sức là tự nhiên, là không ai muốn mà được, rất là khó, nhưng mà hôm nay không muốn mà vẫn được, đó là cái điều tuyệt vời. Gốc Ấn Độ lá cành bốn biển khắp năm châu, phát triển độ sanh Việt Nam Phật giáo hình thành. Hiến chương này có một, vận hành tứ phương. Tức là Phật giáo mình sau này được đổi mới, được canh tân, được chép biên thêm ở trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, có thêm cái giáo đoàn Phật giáo Đầu Đà. Một, bắt tông hoằng dương trường lớp, tạo kinh văn ăn khớp đại thừa, tiểu học trung học lọc lừa, đại học Phật giáo đúng vừa khế cơ. Phải nói là cái chương trình phát triển mở rộng quá, đúng với cái nghĩa là Nam Mô Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật và Phổ Tịnh Phật. Hai, nam tông ban sơ nguyên thủy giới luật làm tôn chỉ tu thân, sa di tỳ kheo thanh bằng noi gương đức Phật oai thần lợi tha. Nhớ hàng nam tông hay bắc tông thì đều phải là thanh bằng cả, nghèo nhưng mà có tiền của nhiều nguy nga đồ sộ, đó không phải là thanh bằng nha. Ba, khất sĩ tăng già trung đạo hành y bát, kiến tạo phước điền tu theo hạnh Phật thánh hiền,
tổ thầy y bác chân truyền lợi tha. Kể từ khi Minh Đăng Quang hình thành cái giáo đoàn 1, dần dần nó có giáo đoàn 2, đoàn 3, đoàn 4, đoàn 5, đoàn 6. Và bây giờ có nhiều cái viện này đoàn nó chưa đủ khả năng lập đoàn mà chưa đủ điều kiện, cho sự thật ra là mỗi người đều muốn nở những cái bông hoa đó, ai ai cũng có khả năng hết. Bốn đầu đà xuất gia chánh giác, minh tuệ hành y bát, du tăng giải thoát chỗ ở bệnh căn, ăn mặc theo Phật tâm đăng sáng ngời. Đây, mọi người đã nhìn thấy cái hình đó, mình không cần phải nói thêm, sư chỉ ca ngợi thôi. Ánh tâm đăng của Minh Tuệ đã thắp sáng rồi. Ở vườn rừng suốt đời đi bộ, mới đi có 6 năm mà thấy như vậy rồi đó. Bệnh lấy phân bò độ hết nhanh. Cái chỗ này là tổ Minh Đăng Quang dạch ra trong tứ diệu pháp ha. Lấy phân quế của bò làm thuốc trong khi đau bằng cách là đốt cháy thành tro, rồi ngắm lại, sư thực hiện được cái đó. Ăn không khí ngọ chay lành, tức là một buổi ngọ thôi, còn hai buổi sáng chiều đó là mình hít thở không khí nó no, không bị đói đâu. Mặc y phấn tạo đạo thành Thế Tôn, tức là ngày hôm nay Minh Tuệ đi tới đâu cũng có nhiều người rầm rộ theo để mà quỳ lại tôn kính, mặc dầu không gọi không kêu mà thậm chí còn ngăn còn cấm đó, có nghĩa là đừng có làm ồn quá, đừng mất trật tự quá, đừng có làm kẹt xe cộ người ta, giao thông người ta không lưu thông được đó. Đấy, vậy mà ta vẫn tôn kính. Rồi bây giờ người ở các nơi trên thế giới, người ta không đi đến được, người ta cũng hướng về Minh Tuệ, người ta vái lại, người ta cúng kính đó. Quá tuyệt vời. Vì vậy cho nên hôm nay sư đưa thẳng cái tiêu đề cho mọi người thấy rõ cái giáo đoàn của Minh Tuệ đã hình thành. Cho nên đây gọi là giáo đoàn Phật giáo Đầu Đà. Giáo đoàn Phật giáo Đầu Đà. Cái giáo đoàn này là cái người đứng đầu khai mở đó là ai? Tức là Nam Mô Minh Tuệ Đầu Đà Phật. Nam Mô Minh Tuệ Đầu Đà Phật. Nam Mô Minh Tuệ Đầu Đà Phật. Mong rằng chư Tăng Ni và quý Phật tử đều biết Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật, đó là Minh Tuệ. Và hôm nay những vị đi theo đó là Nam Mô Thiện Du Bộ Phật, là con đường du tăng mà Minh Tuệ đã mở sẵn, khai vẹt rồi, ai đi theo cũng được. Và bây giờ rõ ràng là Phật do nơi Thế Tôn, nghĩa là Minh Tuệ đã làm nên Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật và Phổ Tịnh Phật, nên mọi người tôn kính. Chư Tăng Ni và quý Phật tử nên theo con đường của Minh Tuệ đã dạch sẵn, mình với cái tâm niệm trong lòng Nam Mô Minh Tuệ Đầu Đà Phật chứng minh.